Lô đất đường 20 m, Nguyễn Văn Tạo, xã Long Thới, Nhà Bè. Xung quanh dân cư ở đã rất là đông rồi. Hướng Tây Nam, lô đất từ cọc bê tông này đến cọc bê tông này ngang 5m2, dài của nó khoảng 15m, 81m2, xây dựng tự do. Vỉa hè lớn 4m hai bên để có thể thoải mái đậu xe hơi. Lô đất nằm trên đường dẫn vào khu dự án Cô Park, cục cảnh sát hình sự. Vì vậy nó có vị trí rất đẹp và tương lai phát triển rất là nhiều. Xung quanh là đã có nhà ở đầy đủ rồi. Đang có nhà xây dựng thêm. Trường học kế bên Trang Kim Phương, khu lưu trú của công nhân và cán bộ ở Hiệp Phước. Xung quanh thì còn có khách sạn, đại lý, vân vân rất là nhiều.